Xin kính chào quý anh chị trong đầu tư giá trị từ A đến Z. Ở trong phần 20 này, Zfin Việt Nam muốn gửi đến quý các anh chị về sự thật đáng sợ phía sau lời khuyên của các chuyên gia ở trên thị trường chứng khoán đối với các anh chị. Thì đây lại là phần 1, còn ở các phần tiếp theo, chúng tôi sẽ tiếp tục nêu lên những cái sự thật đằng sau những cái lời tư vấn rất phổ thông và rất có vẻ như tâm huyết như thế nâng tầm kiến thức và chiến lược đầu tư của bạn với những bài phân tích ứng dụng kiến thức chuyên sâu trong đầu tư khi trở thành hội viên đầu tư giá trị vàng cùng AZfin Việt Nam. Thì đầu tiên, đó là lời khuyên thứ nhất, ở Việt Nam không có đầu tư dài hạn được đâu, không đầu tư giá trị dài hạn được đâu. Vì sao? Luận điểm đưa ra như sau, ở Việt Nam các doanh nghiệp lên sàn với mục đích lùa gà là chính. Rồi không có nhiều doanh nghiệp tăng trưởng ở Việt Nam Chủ yếu là các cổ phiếu có tính chu kỳ cao Lên nước sóng là phù hợp Chứ không thể cầm đầu tư giá trị lâu dài được Thứ ba là thị trường chứng khoán mà điều chỉnh Thì các doanh nghiệp tốt thì cũng lỗ lớn Cũng giảm 30, 40, 50% là bình thường Thế do đó không nên cầm từ dài hạn Mà hãy nên lướt sóng Nhanh, ngắn Và có thể thấy rằng những cái luận điểm này có tới 99% các chuyên gia trên mạng đưa ra là lướt sóng là đầu cơ, là cắt lỗ là break là vân vân. Chứ cũng rất hiếm những nhà đầu tư những chuyên gia đưa ra các lời khuyên về đầu tư giá trị, về đầu tư bền vững, về phân tích và đánh giá chuyên sâu về doanh nghiệp từ mô hình kinh doanh, uh, kết quả kinh doanh, hiệu quả kinh doanh, khả năng sinh lời uh, mức độ an toàn của vốn rồi là quản trị lãnh đạo lợi thế cạnh tranh định giá vân vân thì vì sao lại có những lời khuyên như thế này và lời khuyên như thế này ẩn chứa bên trong là gì nó có đúng hay không sự thật là gì sự thật là họ coi thị trường chứng khoán là đánh bạc là nơi người này ăn của người kia và hoàn toàn sai cái bản chất thực sự của thị trường chứng khoán là một kênh huy động vốn của các doanh nghiệp và là một nơi đầu tư của các nhà đầu tư để có thể mang lại một nguồn sinh lời cao bền vững trong tương lai. Và vì sao tôi lại nói như vậy? Vì sao tôi lại nói như vậy? Vì quý vị hãy thử nhìn xem, 90% trên 90% các quỹ đầu tư là đầu tư giá trị và dài hạn. Ví dụ ở Việt Nam đơn giản đi, Dragon Capital, Vina Capital, Mekong Capital hay ngay cả SI Capital MB MB Capital Vietcombank Capital Thì xin hỏi là họ đầu tư giá trị dài hạn hay họ lướt sóng Đúng không? Đó là họ phải xây dựng một cái danh mục có phân tích, có định giá, có đánh giá rất bài bản Và nắm giữ lâu dài để hướng lợi nhờ cái sự tăng trưởng và phát triển doanh nghiệp Thế do đó rằng họ nói rằng thị trường chứng khoán Ở Việt Nam không phù hợp với đầu tư giá trị dài hạn là hoàn toàn không đúng và không không đúng sự thật đúng không ạ đúng không ạ và ngay cả các quỹ chủ động thì cũng đầu tư giá trị dài hạn rồi các ETF thì không phải nói rồi ví dụ ETF Finit họ đầu tư vào những doanh nghiệp tài chính hay ETF Diamond chẳng hạn thì họ đầu tư vào những doanh nghiệp hết zoom đúng không? và kết quả của các quỹ này về cơ bản trung bình là cao hơn so với các nhà đầu tư thị trên thị trường chứng khoán rất nhiều Tất nhiên các quỹ ở Việt Nam thì để thực sự hiệu quả thì chưa có nhiều. Nhưng mà uh, nếu xem xét kỹ thì Vina DC họ đều vượt index mỗi năm trung bình khoảng 1-2% trong mấy chục năm qua đấy. Vậy thì họ hiệu quả nhờ gì? Đó là nhờ đầu tư giá trị dài hạn. Chính vì thế cho nên cái việc mà các chuyên gia trên mạng ấy và ở trong đó chủ yếu là những môi giới giao dịch để lấy phí nói với quý vị là đầu tư giá trị dài hạn không phù hợp ở Việt Nam, là hoàn toàn sai với thực tế cũng như sai với cái bản chất của thị trường chứng khoán. Và chính bản thân các công ty chứng khoán lãi tự doanh chủ yếu là đầu tư dài hạn chứ không phải các công ty chứng khoán lướt sóng mà thắng được. Tôi lấy ví dụ chứng khoán Bản Việt là một trong những công ty chứng khoán nổi tiếng với tự doanh thuộc dạng hiệu quả nhất thị trường. Đó là họ đầu tư rất dài hạn. Anh chị có thể nhìn vào danh mục của họ thì anh chị sẽ biết điều đó. rất rõ rất đầy đủ ở đấy thì bản thân họ còn đưa ra là như vậy nhưng khi truyền thông ra thì thông thường các công ty chứng khoán hay là các chuyên gia của các công ty chủ yếu là các bạn làm kinh doanh làm môi giới đó là đầu tư dài hạn giá trị là không có tác dụng ở việt nam họ muốn phủ nhận một sự thật rất rõ ràng là như vậy và cũng thử hỏi lại các anh chị các nhà đầu tư lớn các cổ đông của các doanh nghiệp hàng đầu các doanh nghiệp lớn lâu dài thì họ là đầu tư giá trị dài hạn hay là họ lướt cổ phiếu để họ kiếm tiền đúng không ví dụ cổ đông của ri là cổ phiếu niêm yết đầu tiên từ năm 2000 chẳng hạn họ là lướt sóng hay họ nắm giữ để họ có thành quả như ngày hôm nay đúng không rất rõ ràng là như vậy còn vậy thì những cái luận điểm của họ đưa ra thì có phù hợp hay không họ cho rằng là toàn doanh nghiệp lên sàn để lùa gà Điều này thì AZFIN phản bác hoàn toàn Bởi lẽ như này Trên thị trường chứng khoán có nhiều doanh nghiệp ảo bàn giấy thật MTM, KSS, KSA, FLC, ROT, AMD, 2, SGF Rất rất nhiều các doanh nghiệp nữa Và AZFIN cũng đã chia sẻ với quý anh chị rồi Nó chiếm khoảng 20-30% các doanh nghiệp niêm yết ở thị trường chứng khoán Nhưng nhưng đa phần các cái doanh nghiệp còn lại là những doanh nghiệp ưu tú nhất của nền kinh tế. Bởi vì sao? Bởi vì những cái doanh nghiệp niêm yết đều phải đáp ứng các cái tiêu chuẩn quy mô vốn ABC rất nhiều. Và anh chị có thể thấy ví dụ như ba trong bốn ngân hàng lớn nhất Việt Nam đã niêm yết như Vietcombank, BIDV, Vietinbank. Các doanh nghiệp xây dựng lớn nhất Việt Nam đã niêm yết, các doanh nghiệp vật liệu xây dựng lớn nhất Việt Nam đã niêm yết, các doanh nghiệp bất động sản lớn nhất Việt Nam đã niêm yết, doanh nghiệp bán lẻ hàng tiêu dùng lớn nhất Việt Nam đã niêm yết Ví dụ doanh nghiệp bán lẻ lớn nhất là thế giới di động 120.000 tỷ doanh thu năm Đúng không Doanh nghiệp hàng tiêu dùng lớn nhất là Masan đã niêm yết rồi Doanh nghiệp bất động sản lớn nhất là Vinhome đã niêm yết rồi Doanh nghiệp xây dựng lớn nhất rồi Như Cô Con, Hòa Bình vân vân đã niêm yết rồi Đúng không Các công ty chứng khoán lớn nhất Đa phần cũng đã niêm yết rồi Đúng không Rất nhiều như vậy và đa phần họ là những cái thành phần ưu tú của nền kinh tế và minh chứng bằng việc là toàn lua gà chứ gì Lua gà thì làm sao thị trường chứng khoán có thể tăng từ mức 100 điểm năm 2000 đến năm 2024 đã gần 1.300 điểm 1.250 điểm đúng không đấy là chưa kể cổ tức nếu kể cổ tức thì nó tương đương với khoảng độ gần 1.800 điểm tức là tăng 18 lần sau 24 năm thì bình quân lợi suất là 12,5% trên một năm đó, đấy là đầu tư dài hạn đấy Còn nếu anh chị Chỉ cần trang bị một ít kiến thức cơ bản thôi Đọc vị cổ phiếu thôi Một ít thôi Các anh chị có thể loại bỏ ngay được 90% doanh nghiệp lùa gà Doanh nghiệp kém Thì số còn lại Số doanh nghiệp tốt còn lại Thì sẽ mang lại cái lợi suất trung bình 15% một năm cả. Đó. thế do đó đầu tư dài hạn ở trên thị trường chứng khoán việt nam vẫn rất tốt nhiều cổ phiếu tốt chứ không phải là chỉ lùa gà và thực tế những người giàu nhất trên thị trường chứng khoán việt nam là cổ đông dài hạn của doanh nghiệp chứ không phải là những người lơ sóng anh chị nhé đó và lùa gà ở đâu ví dụ như anh chị xem đọc ở vn 30 chẳng hạn xem lùa gà ở đâu vietcombank lùa gà ở đâu viettinbank lùa gà ở đâu bidv lùa gà ở đâu HDBank bank lùa gà ở đâu đúng hay fpt Thế giới di động, Hòa Phát, ACB, MBB, Techcombank, Tiên Phong Bank. Vân vân, rất nhiều các doanh nghiệp. Thế do đó lùa gà là có, nhưng nó chỉ là một phần của sự thật thôi. Còn đa phần các doanh nghiệp vẫn là những doanh nghiệp tốt, có tiềm năng tăng trưởng mạnh. Nó mới kéo index một năm tăng 12,5%, cả cổ tức là như vậy. Đó, thì đấy là một cái nội dung là như vậy tiếp theo đây sự thật là anh chị nhìn vn index thì biết đúng không ạ rồi tiếp theo luận điểm của người ta cho rằng có ít cổ phiếu tăng trưởng để đầu tư dài hạn lắm không giống các thị trường phát triển không phải bởi vì không có một doanh nghiệp nào mà có kết quả kinh doanh tăng trưởng một mạch mà không có năm điều điều chỉnh cả giống như thu nhập của mỗi chúng ta thôi anh chị ạ chúng ta đi làm thì cũng có năm thu nhập chúng ta bị giảm chứ đâu phải năm nào chúng ta cũng tăng hay là các cổ phiếu tăng trưởng hàng đầu thế giới bây giờ như Microsoft chẳng hạn đã có một giai đoạn dài giảm lợi nhuận chứ không phải là tăng một mạnh, Hay Apple chẳng hạn. Hay rất nhiều các cái doanh nghiệp khác. Facebook chẳng hạn. Đúng không ạ? Và ở Việt Nam thì có không ít những cái doanh nghiệp tăng trưởng nhiều năm qua. Ví dụ FPT, Hòa Phát, PNG, Dược Hậu Giang, Bình Minh, ACB, MBB, VIB, VCB, HD Bank, BIDV, Việt Tín Bank, RE, ZMF CAP PVT Và rất nhiều các doanh nghiệp mang lại dòng cổ tức rất cao <laughs> Rất ổn trên thị trường Anh chị có thể tìm thấy bất kỳ doanh nghiệp Rất nhiều Và đầu tư cổ phiếu tăng trưởng Thì chỉ là một phần Một phương pháp đầu tư giá trị thôi Nhưng đầu tư giá trị lại không phải là đầu tư tăng trưởng Bởi vì đầu tư giá trị bao gồm đầu tư tăng trưởng này Đầu tư nét nét này Đầu tư cổ tức này Thế do đó cái luận điểm họ cho rằng có ít cổ phiếu tăng trưởng tốt ở Việt Nam để đầu tư dài hạn, để đầu tư giá trị dài hạn là sai, không đúng. Còn thực tế các anh chị có thể thấy ngài Warren Buffett đã đầu tư dài hạn và trong cái danh mục của ngài không có một doanh nghiệp nào là tăng trưởng liên tục. Ngay cái Apple ngài mua chẳng hạn thì năm vừa rồi lợi nhuận cũng điều chỉnh giảm một chút đấy thôi. Còn cổ phiếu Coca-Cola thì rất nhiều năm lợi nhuận giảm một nửa cổ phiếu Bank of America chứ đi lợi nhuận cũng lên xuống nhưng mà về dài hạn nó vẫn là một cái xu hướng tốt tăng trưởng tốt đó người ta gọi là tăng xoáy trôn ốc ấy, chứ không bao giờ có một đường thẳng cả cổ phiếu gây cô cũng thế hay doanh nghiệp gọi là đường sắt Bulletin Santa Fe của họ cũng vậy rất rất nhiều toàn bộ là như vậy Thế do đó rằng cái luận điểm rằng là có ít cổ phiếu tăng trưởng nên không đầu tư giá trị dài hạn được ở Việt Nam là hoàn toàn không đúng. Là hoàn toàn không đúng. Tiếp theo luận điểm của họ là thị trường về chứng khoán giảm mạnh cổ phiếu tốt hay xấu cũng giảm mạnh. Đúng, tốt hay xấu đều giảm mạnh hết. Và chia sẻ cùng anh chị là AZFIN cũng cầm nhiều cổ rồi, đã có lúc giảm 50%. Ngay cả FPT giai đoạn khủng khiếp nó cũng giảm 50% giai đoạn 2020 đấy thôi. Đúng không? là bình thường. Nhưng vấn đề ở chỗ như này, ok, luận điểm này đưa ra là đúng, nhưng không có nghĩa là vì thế mà không đầu tư giá trị dài hạn được. Bởi vì sao? Bởi vì nếu anh chị đoán được đáy, đoán được đỉnh chứng khoán thì ok, đầu tư giá trị ở dài dài hạn để làm gì? Cứ lên đến gần đỉnh bán xuống đáy, đáy mua, thế có phải ngon không? Đúng ạ. Nhưng mà thực tế chúng ta không làm được điều đó. Ngay cả những nhà đầu tư tinh anh nhất giỏi nhất thì họ cũng không tự tin đoán được đáy đỉnh để mà nhảy ra nhảy vào liên tục. Mà họ vẫn đưa ra cái luận điểm như này. Và họ hiểu sai về cái đầu tư giá trị rồi các anh chị ạ. Đầu tư giá trị dài hạn. Thì đầu tư giá trị dài hạn đây không phải là mua cổ, không phải là giá nào cũng mua, không phải là nắm giữ mãi mãi cứ thế mà nắm. Bởi vì tỷ phú Warren Buffett ông cũng không làm như thế. Nếu định giá quá cao quá ảo xem ông sẽ lôi ra ông bán chứ không có chuyện là ông cứ nắm. Đúng không ạ? Còn đầu tư giá trị hiểu rất đơn giản ở bên cái hình này mô tả. Đó là mua khi cổ phiếu thấp hơn so với giá trị một khoảng. Thì cái khoảng này nó gọi là biên an toàn và cứ thấp hơn giá người ta mua. Thì tất nhiên mua ở đây nó có thể giảm 50% đấy. bình thường. Đúng không? Và bán khi nào bán khi vượt quá giá trị thì sẽ bán. Từ đó thu được cái lợi nhuận tốt. Và cứ dưới giá trị mua, bao giờ trên giá trị thì bán đúng không ạ? Đó như Azfin đưa ra đầu tư dài hạn, giá trị không phải là nắm mãi mãi mà là sẽ chốt lời khi giá vượt qua giá trị. Còn nếu mà nó cứ hấp dẫn mà vẫn cứ gom được hấp dẫn thì tất nhiên là mình cầm sai rồi. Đúng không? Nhưng thị trường chứng khoán luôn như thế. Có những lúc gọi là rẻ đến điên rồ, có những lúc đắt đến điên rồ. Và những lúc đắt thì chúng ta lên chốt lời. Bảo vệ thanh quả. Những lúc rẻ quá thì chúng ta mua. Còn tất nhiên mua xong có thể giảm. Thế Zfin ví dụ một cái cổ phiếu cụ thể ở đây. Ví dụ thôi nha chứ không phải khuyến nghị các anh chị mua bán nhé. Ví dụ cổ phiếu VA hiện nay giá đang là 36.500 đồng. Một năm trong tương lai họ có thể trả 4 rưỡi đến 500.000 đồng. 500, 5.000 đồng cổ tức. Rất bền vững. Rất bền vững. Vì sao lại rất bền vững? Bởi vì VA này cổ tức đến toàn bộ từ Honda, Toyota, Ford là những cái hãng ô tô hàng đầu thế giới, xe máy hàng đầu đến tới. Họ có nền tảng kinh doanh bền vững lắm. Vì nếu mưu chắc gì đã bằng. ạ? Và cái xu hướng tiêu thụ ô tô của Việt Nam trong tương lai rất tốt Còn tất nhiên xe máy nó có sự suy giảm nhất định Nhưng mà nó chậm bù lại bằng ô tô Thế thành cái kết quả kinh doanh về rất bền vững Cổ tức 4.500 đến 5.000 đồng Doanh nghiệp này là doanh nghiệp nhà nước Nhiều người chê nhưng ok Nếu mà doanh nghiệp này mở rộng kinh doanh Thì họ sẽ rất nguy hiểm Nhưng mà do nhà nước Thế thành ra họ rất thận trọng trong việc đó Chúng ta không cần tăng trưởng Nhưng mà chúng ta chỉ cần ông ngồi im ông ấy Nắm giữ các khoản đầu tư là đủ nhưng mà nếu giá cổ phiếu giảm xuống 23 thì sao? Tôi lấy ví dụ tôi mua 10.000 cổ phiếu giá 30, 365 triệu đồng Đùng cái nó giảm xuống còn 230 triệu Có phải là tôi mất ngay là 135 triệu không? Đúng không? Đúng rồi, nếu chúng ta nhìn vào giá thì là như thế, đúng rồi Tuy nhiên nhà đầu tư giá trị thì không quan tâm đến điều đó lắm Giảm thì người ta lại thấy thậm chí còn tốt hơn Vì sao? Vì Ok tôi đâu có bán cổ phiếu đi với giá rẻ đâu thị trường bất ngờ nó xuống với chịu thôi tôi đâu có bán đi với giá rẻ đâu và một năm tôi vẫn nhận từ 10.000 đó nhận 45 đến 50 triệu cổ tức trên cái giá đầu tư 36 năm thế là tôi được 12,5 đến 14% cổ tức trên cái giá đầu tư rồi ngon chưa đúng không cao gấp 2,5 đến gần 3 lần lãi gửi ngân hàng chưa qua ngon qua cả Vậy thì giá trị nó rất lớn Tại sao xuống mà tôi phải lo Giá trị nó vẫn vậy Nó vẫn trả cổ tức cho tôi Và nếu giá xuống 23.000 Thậm chí tôi còn vui hơn rất nhiều Vì sao lại vậy Ok tôi lấy cái tiền cổ tức kia 45-50 triệu kia Tôi tiếp tục tái mua với giá 23 triệu Đồng 1.000 cổ Thế thì 1.000 cổ mua với giá 23 triệu thì được trả 4.000 triệu rưỡi đến 5 triệu thì tương đương với tỷ suất cổ tức lên đến 19 đến 22% trên mấy, trên giá mua với giá 23. Thế thì tôi lại càng mua được cái giá trị lớn hơn. Được chưa? Có phải là lợi nhuận rất ngon không? Hoặc có thêm tiền phân bổ cho cổ phiếu một phần, tôi lại phân bổ vào. Nếu mà xuống 10.000 càng ngon, xuống 5.000 lại ngon nữa. Tôi bỏ thêm tiền và tôi mua 5.000, 1.000 cổ phiếu mỗi, mỗi năm tôi nhận lại 5.000 cổ tức thế nào Một năm hoàn vốn luôn Thế thì lúc ấy chúng ta quan tâm gì đến cái cái thị giá nó bị giảm nữa Đúng không ạ? Nó cũng giống như thế này anh chị ạ à? Bởi vì cổ phiếu niêm yết anh, anh chị nhìn được giá cho nó bị tác động về tâm lý Nó cũng giống như này Bây giờ anh chị bỏ 350 triệu và anh chị đầu tư một cái dự án kinh doanh rất chắc chắn bền vững Một năm dự án nó trả anh chị 45 đến 50 triệu cổ tức Thì anh chị thích chưa lúc quý anh chị không nhìn thấy giá thị trường của nó anh chị thấy thích chưa? Quá thích luôn. Có điều là thấy giá thì anh chị bị lo lắng. Nhưng mà nếu anh chị hiểu đầu tư giá trị thì anh chị lại càng vui mừng. Nếu nó giảm giá sâu. Vậy cũng giống như cái dự án kinh doanh, anh chị đầu tư 350 triệu, 365 triệu anh chị được 45 50 triệu cổ tức đúng không? Bây giờ lại có một cái kinh doanh khác, nó còn có đầu tư 230 triệu mà anh chị được 45 đến 50 triệu cổ tức một năm anh chị dường không? Đầu tư thêm chứ. Có tiền lại tái đầu tư chứ. Thế chúng ta tách mạch ra Thế thì chúng ta sẽ thấy Ồ oh, đó là một cơ hội đầu tư vô cùng hiếm có Đúng không? Thế do đó là giảm mạnh thì cũng đâu có sao Và hơn nữa cổ phiếu giá trị tốt ấy, Nếu nó giảm mạnh ấy, Trong cái giai đoạn thị trường xuống nó giảm theo Nhưng mà anh chị thử nhìn lại xem Khi thị trường chứng khoán chưa trở lại đỉnh Thì giá cổ phiếu đã vượt xa đỉnh Ngay tại thời điểm này giữa năm 2000 giữa tháng 4 năm 2024 chỉ số VN Index có 1230 40 điểm thôi. Còn cách rất xa so với đỉnh năm 2022 là 1550 điểm. Tức là cách hơn 300 điểm. Cách hơn hơn 300 điểm. Thì tức là còn 25% nữa mới tới đỉnh cơ. Thế nhưng mà các cổ phiếu FPT đã cách đỉnh 5 60% rồi. Cổ phiếu ACB cũng đã vượt đỉnh rồi. MB cũng đang ở đỉnh rồi. Đúng không? Rất nhiều các cổ phiếu đang ở đỉnh Bởi vì sao? Bởi vì nó tốt Nó vượt trội so với thị trường Nó sẽ trở lại thôi Và về lâu về dài các doanh nghiệp này Vượt xa so với mức tăng trung bình của VN Index 12,5% Đúng không? Thế thành ra đầu tư Nắm giữ dài hạn có tốt không? Có Bao giờ được giá cao thì bán Nếu mà chẳng may nó xuống ok Lại có tiền mua thêm Đó, đấy là luận điểm của đầu tư giá trị đấy thế thành ra họ cho rằng là thị trường chứng khoán giảm mạnh các cổ phiếu ừ, tốt hay xấu cũng giảm sâu ừ, chính vì thế nên chết đinh lướt sóng ok nếu mà họ đoán được đáy đỉnh thì điều đó rất đủ ủng hộ nhưng họ có đoán được không đúng không ạ tiếp theo vậy sự thật đằng sau những cái lời khuyên của họ là gì trong khi chính bản thân những nhà đầu tư chuyên nghiệp nhất cái thị trường chứng khoán này chính là các quỹ đầu tư chính là các công ty chứng khoán thì họ đại đầu tư rất là lâu dài dài hạn mà họ không phải là lướt sóng hàng ngày là vì có lướt sóng thì công ty chứng khoán và chuyên gia mới có phao phí giao dịch mới có lãi margin để sống thưa mấy anh chị là như vậy đúng không vì sao bởi vì anh chị thử xem mà xem cơ cấu trong kết quả kinh doanh của công ty chứng khoán xem doanh thu lợi nhuận của họ chủ yếu đến từ phí giao dịch và lãi margin Đây anh chị ạ à. Họ sống như ở cái đó chứ họ sống nhờ cái gì Đúng không ạ Thế thành ra là chuyên gia họ sẽ Nói khác Rồi các chuyên gia trên thị trường chứng khoán này Ở trên mạng này anh chị nhìn mới xem 100 chuyên gia thì 99 ông cứ lôi ra Chết chết đinh lướt sóng Rồi sóng A, sóng B, sóng X, sóng Y Sóng đủ thứ trên đời Mục đích của họ để làm gì Để khuyến khích các anh chị giao dịch thì họ mới có phí giao dịch Đúng không ạ Chúng tôi thống kê rằng cái vòng quay của một công ty chứng khoán mà năng động nhất thị trường hiện nay đối với các nhà đầu tư trung bình của họ là đâu đó khoảng 10 vòng một tháng tức là một năm 100 vòng thì từ đó cái phí giao dịch lên đến bốn năm mươi cái nắp của anh chị đúng không ạ rồi tiếp theo đấy là đối với những cái chuyên gia lướt sóng những cái chuyên gia môi giới những người chuyên gia sống nhờ phí giao dịch và lãi margin đó là công ty chứng khoán đó là những chuyên gia tư vấn cho các anh chị có lẽ cũng rất nhiều các chuyên gia có tiếng họ khuyên các anh chị cũng ở việt nam không đầu tư dài hạn được đâu mà lướt sóng đi là bởi vì sao bởi vì họ khuyên các anh chị dùng sở đoàn của các anh chị để đấu với sở trường của họ bởi vì họ là những tay đầu tư gạo cội chuyên nghiệp trên thị trường thì họ phải dụ được gà vào tham gia cuộc chơi cùng với họ đó là cuộc chơi của họ và họ phải dụ được gà vào thì từ đó họ mới vặt lông được bạn chứ bởi vì sao? Bởi vì 99% quý vị nhà đầu tư này là những người không chuyện Là những người không phải ngành chứng khoán Thế thì quý vị lao vào chết đinh Đối với những tay sói già, cáo già họ tạo game đi Thì quý vị mới bị vặt lông chứ Và họ mới kiếm ăn được từ quý vị chứ Cũng giống như phục ví dụ đó là nhà cái họ mở sới mở xong đấy. thì phải có gì, phải có gà vào thì họ mới vặt lông được chứ. Đúng không? thế thành ra họ phải khuyên các anh chị là như thế họ phải quẫy sóng lên họ phải khu... quấy đục lên khuyên mọi người vào chết đinh đi đánh đấm đi thế thì họ là những người những cái chuyên gia hàng, hàng đầu về đầu cơ này này họ là những người rất rõ anh chị cứ vào đi anh chị xông chiến đấu với họ bằng cái sở lấy sở đoàn các anh chị chiến đấu với sở trường họ đi thì họ sẽ vặt hết các anh chị cũng giống như quay lại cái câu chuyện nào, lịch sử. Đó là đại tướng Võ Nguyên Giáp cuối cùng đã đưa ra một quyết định rất đúng đắn. Đó là thay vì quyết định đánh nhanh thánh nhanh thì chuyển sang đánh chậm thắng chắc, đánh chậm tiến chắc. Vì sao lại vậy? Vì Pháp nó có thế mạnh là công mà đối đối đầu với nó xem, công chết ngay. Bởi vì sao? Bởi vì khí tài của nó thì khủng khiếp, bom đạn pháo nó nhiều vô kể. Nếu trực diện chiến đấu với nó Đánh nhanh với nó thì nó hốt sạch Bởi vì Việt Nam đâu có lợi thế về những cái đó Đúng không ạ? Việt Nam chỉ có lợi thế Đó là thông ngược địa hình Đó là chịu khổ chịu khó quen rồi Đó là chiến tranh du kích thôi Tương tự như thế đối với những nhà đầu tư như các anh chị ở trên thị trường Các anh chị phù hợp với gì? À đó là các anh chị tích lũy và đấy giống như một kênh gửi tiết kiệm Chọn những cổ phiếu tốt, cổ phiếu ổn các anh chị để đó phân bổ hợp lý Thế là nó tự nó sinh lời Còn các anh chị nhảy vào chết đinh với họ như thế Thì cũng khác nào các anh chị Đi chân đất để vào chiến đấu với những cái Cỗ máy hủy diệt kìa Đúng không ạ Đó Thì đấy chính là cái lý do Ẩn phía sau những cái lời khuyên Là thị trường chứng khoán Việt Nam Không đầu tư giá trị dài hạn được đâu Đúng không ạ Nhưng Đầu tư giá trị dài hạn có dễ Thực sự chia sẻ với anh chị khó thì cũng khó Nhưng mà cũng không phải là khó Chính vì thế cho nên là từ năm 2020 AZFIN đã xây dựng lên cái cộng đồng tích sản cổ phiếu Để làm sao nó nhằm giúp các nhà đầu tư Có thể đầu tư một cách an nhàn bền vững hơn Đó. Vì sao lại vậy? Vì ở trong cộng đồng đầu tư thì chỉ có đầu tư giá trị tích lũy mỗi tháng một chút thôi nhiều anh chị là công nhân có khi chỉ tích được 500, 1 một triệu một tháng thôi. Còn đa phần mọi người chỉ tích được khoảng 3, 5 triệu, 7 triệu, mọi người mua 100 cổ, 200 cổ. Thế là cứ tích lũy, tích lũy. Và 4 năm qua mang lại cái giá trị hiệu quả rất cao cho các nhà đầu tư. Ở trong đó có danh sách 40 cổ phiếu giá trị, sàng lọc kỹ càng, chia ra làm 3 nhóm tăng trưởng cân bằng phong thủ để các anh chị tham khảo chứ không có chuyện là ở trong đó hô hào ôi mua một cổ mua hai cổ đi để lùa gà đâu không có chuyện đó đó có 40 cổ các anh chị thoải mái mà mà cân nhắc mà xem ngoài ra đặc biệt ở trong đó còn có các cổ phiếu đưa ra giá, giá cân nhắc ngừng mua tức là ở phim Việt Nam ở trong cộng đồng tích sản không có chuyện là hô hào cứ càng vượt đỉnh càng mua đâu mà là mua ở vùng dưới vùng định giá có chiết khấu, rồi có giá cân nhắc để bán để cho các anh chị tham khảo rồi tiếp theo ở đấy đặc biệt còn có là cách xác định khẩu vị rủi ro của anh chị. Azefin cũng có cái hướng dẫn và hàng tháng post lên ngay đầu tháng. Đấy. Rồi có hướng dẫn các anh chị từ khẩu vị rủi ro nên xây dựng danh mục nghiêng về tấn công hay nghiêng về phòng thủ hay cân bằng như thế nào để các anh chị tự lựa chọn. Rồi cộng đồng là cùng nhau học tập và nâng cao kiến thức để đầu tư. Thì đấy là chia sẻ đến cái với anh chị là như vậy. Đó, thì đây chính là những cái giải pháp hỗ trợ các anh chị Còn các anh chị đừng có nghe ngoài kia Hoặc Anh chị cũng đừng có nghe Phục luôn Các anh chị tự tìm hiểu Thì các anh chị sẽ có những đánh giá cho mình Chứ không phải Phục đi khuyên không nghe người khác Mà đi nghe Phục Đúng không ạ Mà anh chị thấy cái nào hợp lý phù hợp Thì anh chị đi theo Nhưng đây chính là sự thật Của những cái lời khuyên của các chuyên gia đó đó là các anh chị đầu tư giá trị, các anh chị đầu tư dài hạn thì họ lấy đâu phí, lấy đâu margin để mà sống, rồi lấy đâu gà để họ vặt lông. đó thì đây chính là những cái nội dung mấy e Zfin muốn gửi đến quý anh chị để quý anh chị gọi là cân nhắc, cũng như tham khảo để có thể đầu tư ngày càng hiệu quả hơn, thành công hơn. thì anh chị vui lòng follow kênh, cũng như là nếu có thể thì hãy chia sẻ những cái nội dung này đến với những nhà đầu tư khác để mọi người tham khảo xem có những gì hữu ích thì có thể giúp cho việc đầu tư của mình tốt hơn xin chào và hẹn gặp lại các anh chị ở phần tiếp theo